Công ty Xenon Solar ngày hôm nay xin thông báo đến quý khách về một chương trình ưu đãi siêu khuyến mãi nhân dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 đang cận kề. Thì chương trình sẽ được áp dụng từ ngày hôm nay đến hết ngày 1 tháng 5. Nên là nếu khách hàng nào có quan tâm chương trình ưu đãi này thì hãy xem hết video này với My nha. Và trong cái chương trình ưu đãi khuyến mãi nhân dịp lễ này thì công ty Xenon Solar sẽ đem đến cho quý khách hai dòng sản phẩm. Một là dòng 300W và thứ hai là công suất 500W như thế này. Thì hai cái mẫu sản phẩm này thì công ty Xenon Solar cũng đã cung cấp cho rất là nhiều cái công trình lớn, hoặc là những cái khách hàng nào cần độ sáng cao thì cũng đã mua về sử dụng cái sản phẩm này và đánh giá sản phẩm này rất là tốt. Nên là quý khách có thể an tâm hơn khi mà sử dụng nha. Chúng tôi sẽ áp dụng mức giá sale cho hai dòng công suất 300W và công suất 500W của dòng đèn thương hiệu Xenon Deluxe. Và với cái dòng đèn công suất 300W mang thương hiệu Xenon Deluxe này thì trước đây chúng tôi đang bán ở thị trường mức giá là 2.300.000 đồng. Tuy nhiên là trong video ngày hôm nay, khi mà quý khách mua sản phẩm này sẽ chỉ còn mức giá là 1.950.000 đồng. Còn với chiếc đèn công suất 500W này thì chúng tôi đang bán với mức giá là 3.300.000 đồng. Trong video ngày hôm nay thì mức giá chỉ còn là 2.990.000 đồng thôi nha. Nên là nếu khách hàng nào có quan tâm thì hãy nhanh tay nhấc điện thoại và liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại trên màn hình để chúng tôi có thể chốt đơn hàng nhanh chóng cho quý khách. Và chương trình siêu ưu đãi khuyến mãi này chỉ áp dụng từ ngày hôm nay đến hết ngày 1 tháng 5 thôi. Nên là ai có quan tâm thì hãy nhanh tay chốt nha. Thì chiếc đèn này có phần vỏ được làm từ chất liệu nhôm đúc nguyên khối và được phủ một lớp sơn tĩnh điện màu xám, nhìn rất là sang trọng và đẹp mắt như thế này. Và thiết kế của chiếc đèn thì nó cũng rất là tối giản luôn, nên là khi mà quý khách lắp đặt lên thì nó sẽ sang trọng hơn và không có chiếm quá nhiều diện tích của nhà quý khách. Và ở phía trước này đó chính là những cái chip LED để có thể chiếu sáng cho đèn. Thì chip LED của đèn thì nó cũng được bảo vệ một lớp gương cầu lồi như thế này. Khi mà cái chip LED có sử dụng những chiếc gương cầu lồi như thế này, nó sẽ giúp là bảo vệ mắt tốt hơn và không có gây chói mắt. Và với cái dòng đèn pha Xenon Deluxe này thì quý khách có thể sử dụng trong nhà lẫn ngoài trời và vẫn đảm bảo cho quý khách thời gian chiếu sáng là từ 12 tới 20 tiếng lận nha mọi người. Cái thương hiệu Xenon là thương hiệu độc quyền của công ty Xenon Solar. Chỉ có một mình công ty Xenon Solar cung cấp và phân phối ra thị trường thôi. Thì với cái sản phẩm mang thương hiệu Xenon thì chúng tôi sẽ bảo hành cho quý khách trong vòng 3 năm. Năm đầu sẽ đổi mới và 2 năm tiếp theo sẽ bảo hành linh kiện tất cả quý khách. Tuy nhiên là khi mà đèn gặp trục trặc hoặc là có vấn đề gì về lỗi kỹ thuật thì quý khách phải gửi về bên công ty để công ty có thể kiểm tra bảo hành cho quý khách nha. Và một điểm khác biệt chỉ có ở Xenon Deluxe đó chính là chiếc đèn này sử dụng pin thẻ pin LiPo 4 nha mọi người, chứ không phải là những cái viên pin lithium nhỏ nhỏ như thế này. Có một cái khối pin lớn như thế này nó cũng sẽ giúp cho chiếc đèn có thể lưu trữ cái lượng pin tốt hơn so với một cái chiếc đèn cùng công suất ở trên thị trường. Một điều quý khách rất là thắc mắc đó chính là cái dây dẫn của tấm pin Xenon Deluxe sẽ dài bao nhiêu mét. Thì bây giờ My sẽ cho quý khách xem thực tế của cái dây này luôn nha. Đây, dây của đèn Deluxe chỉ dài có 0.8m thôi nha. Thì nếu khách hàng nào sử dụng cái dây này lắp ở ngoài trời á, thì với 0.8m là cũng đã có thể lắp được rồi. Tuy nhiên là nếu quý khách hàng nào sử dụng để lắp trong nhà thì nó sẽ hơi ngắn một tí. Nên là quý khách có thể là mua dây chuyên dụng tại công ty Xenon Solar, hoặc là có thể tự cắt dây ra nối tại nhà. Về một chương trình khuyến mãi cực lớn dành cho các mẫu đèn chất lượng cao cấp tại công ty Xenon Solar, để cho quý khách hàng có thể dễ dàng mua những cái sản phẩm của công ty với một cái mức giá tốt hơn. Và với cái dòng đèn công suất 300W mang thương hiệu Xenon Deluxe này thì trước đây chúng tôi đang bán ở thị trường mức giá là 2.300.000 đồng. Tuy nhiên là trong video ngày hôm nay, khi mà quý khách mua sản phẩm này sẽ chỉ còn mức giá là 1.950.000 đồng. Còn với chiếc đèn công suất 500W này thì chúng tôi đang bán với mức giá là 3.300.000 đồng. Trong video ngày hôm nay thì mức giá chỉ còn là 2.990.000 đồng thôi nha. Nên là nếu khách hàng nào có quan tâm thì hãy nhanh tay nhấc điện thoại và liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại trên màn hình để chúng tôi có thể chốt đơn hàng nhanh chóng. Và My cũng xin gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý cô bác, quý anh chị đã luôn tin tưởng và ủng hộ công ty Xenon Solar trong thời gian qua. Hy vọng là trong thời gian tới thì quý bà con cũng sẽ tiếp tục ủng hộ công ty Xenon Solar nữa nha. Xin cảm ơn quý khách đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở những video kế tiếp.